Chiều nay, Ban Nội chính Thành ủy và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng có buổi làm việc tổng kết công tác tuyên truyền các vấn đề nội chính năm 2021 và dự kiến kế hoạch tuyên truyền năm 2022. Năm 2021, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã phối hợp sản xuất phát sóng 28 chương trình phóng sự chuyên mục nội chính. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến công tác nội chính cũng được truyền tải qua các bản tin thời sự, chuyên mục phổ biến pháp luật. Theo đánh giá, các nội dung tuyên truyền đã tập trung phản ánh, ghi nhận kịp thời nhiều vấn đề về phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn thư. Năm 2022, hai đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền, dự kiến xây dựng 24 phóng sự với các nội dung trên hầu hết các vấn đề liên quan đến công tác nội chính đảng, đồng thời đổi mới nội dung và phương thức thực hiện nhằm tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Chuyên mục nội chính được phát sóng định kỳ vào lúc 17:15 Chủ nhật tuần thứ Hai và tuần thứ Tư trên kênh Đà Nẵng TV1 và phát lại vào lúc 19:50 thứ Bảy, tuần thứ Hai và thứ Tư trên kênh Đà Nẵng TV2.